Theo hồ sơ điều tra cũng như lời khai của các đối tượng có liên quan, Công an tỉnh An Giang xác định Dương Thị Thu sống chung như vợ chồng với đối tượng Nguyễn Văn Rô và theo sự chỉ đạo của Rô, Thu mua một sắp tiền giả có trị giá gần 10.000 đô la Mỹ từ một đối tượng người Campuchia. Sau đó, Thu bán lại số tiền giả nói trên cho hai đối tượng Đỗ Văn Phúc và Hà Hải Dương với giá 52 triệu đồng. Số tiền này sau đó được Phúc và Dương tiêu thụ ra thị trường thành công. Cơ quan Công an tỉnh An Giang cho biết, trước đó, chồng hờ của Thu là đối tượng Nguyễn Văn Rô và 5 đối tượng liên quan cũng đã bị khởi tố bắt giam về hành vi lưu hành tiền giả. Bên cạnh đó, Công an cũng thu hồi được gần 16.000 đô la Mỹ giả. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.